Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras đã nỗ lực giải quyết bất đồng khi lần đầu tiên lãnh đạo nước Hy Lạp đến thăm Berlin. Thông tin về cuộc gặp phủ sóng hết các mặt báo, tình hình tài chính của Hy Lạp đang gặp khó khăn và Thủ tướng Tsipras biết rằng ông cần có tiền càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các quan sát viên lại hoài nghi về khả năng vấn đề sẽ được giải quyết. Ông Tsipras đã viết trong một bức thư gửi bà Merkel trước khi cuộc họp diễn ra, thừa nhận rằng Hy Lạp có thể sẽ không trả nổi khoản nợ trong một vài tuần tới nếu không có sự giúp đỡ thêm về mặt tài chính. Đây là nỗi lo lớn nhất đối với nhiều người dân Hy Lạp. Đây là những thời khắc khó khăn, chúng ta cần một sự thỏa hiệp ở cả hai phía. Chúng tôi không nhường họ vào thế bí, nhưng họ cũng nên nhường bước một chút, nếu không mọi việc sẽ thật sự khó khăn. Chúng tôi đang phải vượt qua một giai đoạn căng thẳng, chúng tôi từng mất lòng tin vào chính phủ trước, một chính phủ hoàn toàn vô dụng, và chúng tôi cũng không thể tin được vào chính phủ đương nhiệm. Dường như họ đang tin vào những tư tưởng lỗi thời có từ hồi thế kỷ 19. Tờ Financial Times của Anh cho biết, trong bức thư, ông Tsipras đổ lỗi cho các điều kiện khắc nghiệt mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và các chủ nợ thuộc nhóm Eurozone đã áp đặt đối với Hy Lạp để đổi lấy gói cứu trợ. Theo bà Jane Foley, chuyên gia kinh tế đến từ Rabobank, trong chuyện này cần có ai đó nhượng bộ. Một lần nữa chúng ta lại chứng kiến một hoàn cảnh rất nhạy cảm. Tôi nghĩ trong tuần này, chúng ta sẽ thấy phía bên kia phải nhượng bộ Hy Lạp, bởi dù sao thì các chính trị gia không ai muốn thấy Hy Lạp ra khỏi Eurozone. Tuy nhiên, phía Đức cho rằng sẽ không thể có một sự đối xử đặc biệt nào cả. Tất cả đều cần một sự nỗ lực nghiêm túc. Chúng ta phải thống nhất điều đó. Tôi cũng muốn giúp đỡ người dân Hy Lạp, nhưng không thể vì thế mà cả châu Âu phải rơi vào một tình cảnh khó khăn, chỉ bởi vì Hy Lạp hứa hẹn một điều gì đó. Dù sao thì cuộc họp cũng đã được kỳ vọng là sẽ cải thiện mối quan hệ giữa Hy Lạp và Đức. Và cuộc họp quan trọng cũng đã diễn ra. Dù có thể còn nhiều bất đồng bên trong, nhưng đằng trước ống kính camera thì lãnh đạo hai nước vẫn sát cánh bên nhau. Chúng tôi muốn Hy Lạp phục hồi nền kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp đang quá cao. Với những mục tiêu đó thì cải cách cơ cấu là điều cần thiết, một ngân sách bền vững là điều cần thiết và một bộ máy hành chính hiệu quả là điều cần thiết. Cả hai nước chúng ta đều hiểu điều đó. Có rất nhiều điều cần sự thông cảm giữa hai nước trong thời gian qua khi mà quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng. Cuộc gặp này là rất quan trọng để chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ là không có cách nào tốt hơn là đối thoại. Chúng tôi không muốn hủy hoại những thành tựu đã đạt được trong suốt 5 năm qua. Chúng tôi cần cải cách cơ cấu mà chính phủ trước đây đã không làm được, bao gồm cải cách thuế, chống tham nhũng và gian lận thuế. Có cả một nghi lễ quân đội đầy đủ để chào đón ông Tsipras, và lãnh đạo hai nước cũng đã có chung một mục đích, đó là giữ cho Hy Lạp được ở lại trong khối đồng tiền chung châu Âu. Trên tất cả, điều quan trọng nhất đối với chúng ta là sự hợp tác dựa trên lòng tin. Chúng ta phải giải quyết những khó khăn, những vấn đề chưa cùng chung quan điểm. Cả hai nước đều muốn hợp tác, bởi cả hai đều thuộc Liên minh châu Âu và là thành viên của khối NATO. Nhưng vẫn phải thừa nhận là giữa họ có nhiều khác biệt hơn là sự tương đồng. Và một mình bà Merkel thì không thể đưa ra quyết định. Ông Tsipras cần thuyết phục các bộ trưởng tài chính Eurozone rằng Hy Lạp hết sức nghiêm túc trong cải cách, trước khi ông có thể nhận thêm được một khoản tiền cứu trợ mang tính sống còn.